Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siri Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả. Chúc các bạn một chiếc xe Dongben X30 V2. Đây là cái phiên bản hoàn thiện hơn của một cái video mà mình vừa làm cách đây một hôm. Vâng, thì cái sản phẩm này hôm nay thì nó đã được hoàn thiện rồi. Trước đây thì khi các bạn xem ấy thì nó mới chỉ là có sơn thôi, nó vẫn chưa có các cái đề can dán lên như thế này. Thì đây là một cái sản phẩm hoàn chỉnh, thì mình sẽ đi một vòng để các bạn xem. Đó, thì sau khi mà hoàn thiện cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ đẹp hơn so với cái lúc mà chưa được dán đề can lên. Ở đây chúng ta sẽ thấy có cái hình ảnh về các cái món ăn mà cái cơ sở Âu Lạc này họ chế biến. Sau này sẽ có sữa thực phẩm Âu Lạc này. Ở đây sẽ có cái logo con lạc và cái biểu tượng trống đồng của người Việt Nam, rất là quen thuộc đúng không ạ? Và cái dòng chữ ăn sạch sống khỏe được in rất là nổi bật ở trên thành xe. Thì cái sản phẩm này là 100% thiết kế là do bên mình thi công và thực hiện. Chỉ có sơn thì bên mình cũng sơn theo cái bộ nhận diện thương hiệu của khách hàng, từ cái logo và từ cái con màu đỏ của con lạc như thế này. Và thực phẩm Âu Lạc mình cũng sẽ thêm vào. Thì cái logo của họ là có 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu xanh. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy. Thì cái sản phẩm Dongben X30 này nó hơi khác một chút so với các cái sản phẩm Dongben X30 khác mà mình đã từng giới thiệu đến các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm Dongben X30 nhưng sẽ có cái dàn lạnh ở trên như thế này. Thì họ sẽ chở các cái thực phẩm, họ sẽ yêu cầu rằng cái nhiệt độ của cái thùng chứa hàng ở đằng sau của họ là nhiệt độ của tủ mát. Thì chúng ta để các cái thức ăn ở trong tủ lạnh tủ mát của chúng ta đó, nó sẽ lưu trữ được thức ăn và không làm hỏng thức ăn. Đấy, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dàn lạnh ở trên như thế này. Và các cái tấm lưng, tấm capo của cửa xe, của thành xe đều được gia cố cái tấm cách nhiệt như thế này. Đó, tấm cách nhiệt đằng trong này sẽ còn một cái lớp cách nhiệt nữa. Nó khá là khác biệt so với các cái sản phẩm Dongben X30 khác. Vì đây là cái sản phẩm chứa thực phẩm và yêu cầu cái nhiệt độ và cái bảo quản thực phẩm nó sẽ được tốt hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy là ở các cái rìa của các cái tấm chắn điều hòa này, bên mình cũng đã được gia cố thêm keo để cho nhiệt độ ở cái khoang đằng sau này luôn luôn giữ được ở mức độ rất là thấp, từ -5°C. Cái dàn lạnh này thì các bạn sẽ thấy được cái dàn lạnh này có hai màu chủ đạo là một cái màu vân gỗ và màu bạc làm như thế này. Thì cái dàn lạnh này được lối từ cái bộ máy chính của xe, cái động cơ của xe. Mình sẽ leo lên thùng xe để xem một số các cái thay đổi của cái sản phẩm này. Cái dàn lạnh này đang chạy nha các bạn. Mình thấy nó mát này. Dàn lạnh này đang chạy nha. Sao mình nghe thấy nó êm như vậy nhỉ? Gần như là mình không biết nó đang hoạt động. Đó, cái dàn lạnh này nó như là cái dàn điều hòa ở nhà của mình ấy. Vâng. Đây điều chỉnh được hướng gió này. Ở cái tấm chắn điều hòa này cũng được gia cố thêm một cái tấm composite để chắn được cái lượng khí lạnh thoát ra. Đây các bạn sẽ thấy rằng là các cái tấm nhôm, các cái tấm cách nhiệt được ép thêm vào trong cái cửa xe để hoàn thiện khá là ok. Thì cái sản phẩm này với những cái option thêm như thế này thì nó sẽ khiến cho cái xe của các bạn nó mất đi khoảng 50 kg trọng tải. Thì cái xe này hiện tại chỉ trọng tải nó chỉ rơi vào khoảng 900 cân mà thôi. Tất cả các cái thành phần khác cũng như các cái bộ phận khác nó không khác gì nhiều so với các cái sản phẩm Dongben X30 còn lại. Đây là logo của họ này, thực phẩm Âu Lạc, ăn sạch sống khỏe.
Ở đây thì theo quy định của nhà nước thì sẽ được dán một cái biển thành tròn vào đây, và cái biển đằng sau sẽ được dán thêm vào đây thì xe của họ sẽ bớt trống hơn. Cũng giống như các cái sản phẩm Dometic và 10 khác thôi, chúng ta sẽ có một cái động cơ. Để mình đóng lại cái chúng ta sẽ có một cái động cơ Dometic 1.5. Ở đây bên mình cũng đã chế thêm một cái nút điều hòa và cái nút cửa gió đằng sau đấy, sẽ chạy hoàn toàn bằng, hiện tại là cái sản phẩm này đang chạy bằng ắc quy. Ắc quy có sẵn trên xe, chứ xe không hề nổ máy. Đấy, các bạn có thể thấy xe không hề nổ máy nhé. Và cái bộ điều hòa đằng sau, cái bộ dàn mát đằng sau vẫn đang hoạt động, thì có thể là nó đang hoạt động bằng cái đấy ắc quy ở trong trong xe. Chúng ta vẫn sẽ có một cái động cơ 1.5 lít. Tất tần tật mọi thứ đều giống những chiếc X30 khác, vô lòng ba cháu vân vân. Thì xin phép các bạn là mình sẽ không đề cập quá nhiều đến cái vấn đề về thông số kỹ thuật của sản phẩm này, vì các bạn đã quá quen thuộc rồi. Thì phiên bản đời 2019 được nâng cấp toàn diện so với các đời 2018 và 2017. Thì với cái chất lượng thì đã được giới thiệu rất là nhiều năm nay, thì cái chất lượng của cái sản phẩm Dometic 30 này đã được khẳng định. Các bạn có thể thấy nó chạy trên đường rất là nhiều, nên về các cái vấn đề liên quan đến hỏng hóc hay là các cái sự cố khi chúng ta đi đường mà chúng ta gặp phải, thì gần như chiếc Dometic 30 đã được khắc phục rất nhiều rồi. Thì đây là một trong những sản phẩm mà rất tốt trong tầm giá mà nó đang đứng. Thì đây là toàn bộ những cái sự khác biệt của cái sản phẩm này sau khi mà bên mình đã hoàn thiện về cái ngoại hình cũng như là cái nội thất bên trong, cái dàn lạnh ở bên trong. Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Các bạn có thể để lại các ý kiến đóng góp để giúp mình làm các cái video sau với cái chất lượng tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.